Lại là anh ta. Làm việc của cậu đi. Đã gửi số liệu rồi. Làm việc. Đã rõ. Đây là không quân Trung Quốc. Anh đã tiến vào không phận của Trung Quốc. Lập tức trình bày quốc tịch, thân phận và mục đích bay của anh. Lập tức thay đổi tuyến đường. Tôi không nghe được anh nói gì cả. Tôi không nghe thấy. Đến nhiều lần vậy rồi vẫn giả vờ nghe không hiểu sao. Đừng phí sức nữa, đàn gảy tai trâu thôi. Cái này anh quen không? Tiếng Anh của anh ta tiến bộ rồi đúng không? Nghe ra có vẻ anh ta đã mời gia sư. Tiếp tục trinh sát. Anh ta mà có thể cản chúng ta thì tôi sẽ đi học tiếng Trung. Nguy hiểm, tránh ra. Anh ta muốn gây sự đây mà. Trông chừng cho kỹ. Còn một chiếc máy bay nữa, bay đi đâu rồi? Anh đã tiến vào không phận Trung Quốc. Mời anh rời đi, mời anh rời đi. Chết tiệt, xem ra anh phải quay về tìm gia sư tiếng Trung rồi. Sao hả? Có phải cô thích anh ta không? Anh ta cũng đáng yêu mà, đáng yêu hơn anh. Động tác vừa rồi của cậu khiến tôi nhớ đến một bộ phim điện ảnh. Im đi, chúng ta là không quân nhân dân đấy. Liệp không, Hồng Ngạn, hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh cầu về lại căn cứ. Liệp không, Hồng Ngạn, có hai máy bay không xác định đang bay tốc độ nhanh ở hướng 70 độ của hai người, chú ý cảnh giác. Họ muốn làm gì? Chắc là có mờ ám, duy trì cảnh giác. Máy bay địch cách hai dặm về hướng 12 giờ. Giữ vững cao độ, bay tản ra, thể hiện thái độ cho họ thấy đi. Liệp không bị khóa bắn, mau tránh. Không chịu thôi có phải không? Cho chúng một bài học đi. Đã rõ. Mất dấu mục tiêu. Tiếp tục đuổi theo qua radar. Tôi thấy anh ta rồi. Chỉ có một máy bay. Hẹn gặp nhau kiếp sau. Chết tiệt, hướng 6 giờ. Bão đạn, bão đạn. Bỏ thùng xăng đi, bỏ thùng xăng đi. Chuyện này chẳng vui chút nào, chúng ta rút thôi. Chạy cũng nhanh nhỉ. Mấy người đó cũng hay thật. Còn dám chạy đến đây gây chuyện nữa. Đến mà không chịu ở lại là thất lễ. Về thôi. Cao nguyên phía đông Trung Quốc, 13 giờ 20 phút. Sau 25 mét nữa tiến vào hướng đông nam, phòng điều khiển ở góc tây bắc. Anh cần phải đi đoạn đường khoảng 128 mét. Còn tôi chỉ cần đi qua cửa sổ, đi 168 mét, vì tôi biết bay. Đừng nói nhảm, mở cửa. Làm xong chưa? Đừng giục tôi. Không phải giục anh, có người đến rồi. Cản lại. Làm sao mà cản? Hỏng rồi, hỏng rồi. Không kịp rồi, cứ thế đi, nghe theo ý trời. Kiếp sau vẫn là anh em tốt. Người anh em. Anh không sao chứ? Xin lỗi. Tắt cảnh báo đi, xác nhận tuyến đường. Đến góc đông bắc, đi qua cửa thoát hiểm. Đi đến đó, ở đó không có người nào đâu. Anh để chó ăn mất não rồi à? Chẳng phải anh nói không có người nào sao? Đó đâu phải là người. Ừ.
Nhiệm vụ diễn tập là lấy được tin tức của đối phương. Sao anh còn mang cả thú cưng về vậy? Vùng núi phía nam Trung Quốc, 21:37. Sau nhiệm vụ lần trước, phát hiện vẫn còn đội viên chưa rút lui. Có lẽ họ vẫn còn bị kẹt trong tòa nhà. Địa điểm cứu viện có thể lại nổ một lần nữa bất cứ lúc nào. Tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Gió mạnh quá, trạng thái của máy bay khó mà đảm bảo. Ngồi cho vững. Cẩn thận khe núi. Cứu với. Tìm thấy rồi. Ở đây có người. Bộ chỉ huy, chừng nào thì sạt lở đất sẽ đến đây? Theo tình hình mưa ngày càng lớn này, 5 phút nữa sẽ có sạt lở đất. Á lị, cầu thang hỏng rồi, căn bản không có điều kiện tiếp đất. Không kịp rồi, tấp vào, chuẩn bị công tác cứu hộ. Ưu tiên cứu người, nhưng cũng phải chú ý an toàn. Tình hình ở đây rất khó đoán, lỡ như có biến, cô sẽ nguy hiểm tính mạng đấy. Lại nhảy nhiều thật. Mọi người đang ở đâu? Nghe thấy thì trả lời đi. Chúng tôi ở đây. Cứu với. Ở đây. Ở đây, ở đây. Cửa bị chặn rồi, không mở được. Vẫn không được. Đừng sợ, bảo vệ đứa bé đi. Lùi ra sau. Á lị, cô không sao chứ? Sạt lở đất đến rồi, nhanh lên. Nào, đưa đứa bé cho tôi. Cẩn thận một chút, ôm chặt vào. Sườn núi sắp ập xuống rồi, tòa nhà đó không chịu nổi đâu. Hạ độ cao xuống, chúng tôi ra ngoài đây. Đã rõ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Kéo. Tôi đã bay 30 năm. Tôi cũng từng giống các cô cậu, ngồi ở bên dưới sân khấu, nhìn thấy các thế hệ anh hùng đi trước, mang vinh quang đầy mình, tạm biệt trời xanh. Nhưng trước giờ, tôi đều không muốn tưởng tượng ngày này của tôi. Máy bay chiến đấu mới, không ngừng cất cánh. Phi hành viên mới, không ngừng trưởng thành. Đã đến lúc giao lại bầu trời xanh cho các cô cậu rồi. Nhưng tôi lại không nữa. Bởi vì người của thời chúng tôi đã đem tính mạng viết lên trên bầu trời xanh này. Mỗi một đường bay chúng tôi để lại đều là bằng chứng chúng tôi đã dùng tính mạng để bảo vệ không phận của Tổ quốc. Đặc biệt là những ngày gần đây. Nữ thần của cậu kìa. Đừng phá. Chú tôi lợi hại quá, có nhìn thấy chú ấy làm sao từ góc 9 giờ lượn sang góc 6 giờ không? Tôi lợi hại không? Lợi hại. Các cô cậu thì sao? Có lợi hại không? Lợi hại. Không sai. Các cô cậu lợi hại hơn tôi. Mỗi lần nhìn thấy các cô cậu, tôi đều cảm thấy cực kỳ ấn tượng. Không chỉ vì dũng khí, kỹ năng, động tác, tư tưởng của các cô cậu, mà càng vì các cô cậu có con tim cháy bỏng của thời đại mới.
Các cô cậu có dòng máu nóng phù hợp với các máy bay chiến đấu đời mới. Chính là bởi vì các cô cậu lợi hại, các cô cậu hoàn hảo, các cô cậu quen với thành công. Vậy nên hôm nay, điều tôi muốn nói với các cô cậu là, các cô cậu phải chuẩn bị cho tốt, không chỉ chuẩn bị để chào đón thắng lợi, mà càng phải chuẩn bị đối mặt với thất bại. Đây mới là điều lợi hại nhất của nhà binh. Các cô cậu phải học cách tôn trọng trời xanh. Chỉ có lòng tôn kính mới có thể gánh được trách nhiệm lớn nhất. Nghiêm chào. Nghỉ. Ngồi. Vợ của anh, anh phải cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ suốt 20 năm qua của em. Với anh mà nói, em có khác nào trời xanh của anh. Ba, hai, một, cười lên nào. Tôi nữa, chờ chúng tôi với. Cái này dùng để tự sướng sao? Kích hoạt bằng giọng nói, chụp đi. Nào chuẩn bị, 3, 2, 1. Thể lực đẹp trai không? Đẹp trai. Được rồi, qua đây xem nào. Chị Á Lị, thế nào? Tôi xem thử, thế nào? Đẹp quá. Thể lực đẹp trai quá. Sao thể lực lại không cười? Tôi cười rồi. Đẹp quá. Tôi thấy Á Lị bây giờ còn đẹp hơn hồi mặc đồng phục trường không quân. Liên quan gì đến cậu? Lát nữa gửi ảnh qua cho tôi. Có người thật rồi mà cậu còn đòi ảnh sao? Đừng nói nhảm nữa, tôi nghiêm túc đấy. Tôi thấy nói không chừng Á Lị còn đợi cậu đấy. Tôi bay bên trái, lên cao. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Giường cột của máy bay hạng nặng Trung Quốc. Đừng nhìn nữa. Đây chính là cơ hội tốt nhất của cậu đấy. Sao tôi thấy cậu giống như đồ ngốc vậy? Vận mệnh nằm trong tay mình. Ăn nhiều vào, bên kia có bánh hoa quả. Hai miếng bánh kem này đủ cho tôi béo rồi. Qua bên kia trước đi, tôi lấy thêm vài miếng. Được, tôi qua bên kia đợi cô. Thời gian trôi qua, chúng ta không chia cắt. Không ngờ nhiều năm không gặp, cậu vẫn dạng người như xưa. Vừa rồi, nghe cậu hát bài hát kia, chàng thiếu niên 18 tuổi trong tôi như sống lại. Cậu biết không? Chỉ cần là những chiến hữu từng cùng nhau phấn đấu, thì bất kể bao nhiêu năm không gặp, trong lòng vẫn thấy thân thiết, sẽ mãi mãi không thay đổi. Cậu là Ngô Địch. Cái gì Địch? Ngô Địch. Chúng ta là bạn cùng lớp, lớp của thầy Lục. Chẳng có ấn tượng gì cả. Á Lị, cậu đừng đùa nữa. Hôm lễ tốt nghiệp, cậu cũng hát bài này mà. Mặc một bộ váy màu đỏ. Đúng vậy, ai bôi bánh kem lên mặt cậu? Ai vậy? Tôi. Chứ còn ai nữa? Đừng có trốn. Đây chẳng phải Á Lị sao? Giả vờ đi, giả vờ tiếp đi. Cái này, thế nào rồi người anh em? Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Giả Lị.
Á Lị, thầy đã dạy em cả rồi, vậy mà vẫn không nhớ, không được đắc tội con gái sao? Thầy Lục, giấy phép ra nước ngoài làm việc của em được chấp thuận rồi, lương cao lên rồi, đừng tiêu xài tùy tiện. Trước khi đi, đến nhà thầy một chuyến. Sư mẫu muốn tiễn em, yên tâm đi, chút nữa sẽ đi. Thầy Lục, sau này thầy có dự định gì? Không lên trời cũng có thể bay, máy bay không người lái cũng là máy bay đúng không? Không nỡ lau đi sao? Cậu quyết định từ lúc nào vậy hả? Cũng được một thời gian rồi, cũng không biết có được phê chuẩn không, nên tôi không nói với cậu. Ra nước ngoài dạy bay sao? Vậy mà cậu không bàn với tôi. Cậu cũng đâu phải người giám hộ của tôi. Tôi... Vậy tôi là gì của cậu? Cậu là anh em của tôi. Từ khi tốt nghiệp cho đến bây giờ đều là vậy. Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn đổi một cách sống khác. Cậu có thể tìm một đồng đội khác. Không phải ai cũng có thể làm đồng đội của tôi đâu. Hai chúng ta chính là đội bay tốt nhất. Bây giờ cậu từ bỏ, không thấy tiếc sao? Tốt nhất thì chỉ nên có một mà thôi. Là cậu. Lại nữa rồi. Hai người ở bên nhau thì đều phải phân vai chính vai phụ mà. Vẫn phải luôn có một người phải hy sinh. Cũng giống như cậu và Á Lị. Bao năm nay vẫn cứ luôn kiêu ngạo như vậy, đến bây giờ vẫn chẳng thể ở bên nhau được. Đây là hai chuyện khác nhau mà. Nếu cậu là anh em của tôi thì cậu tôn trọng quyết định của tôi đi. Hai người làm gì vậy? Tập hợp kìa, chúng ta mau đi thôi. Đi thôi. Không có tôi. Là hai người thôi. Bá Thiên Lang là bộ đội bí mật của quân ta. Vì để huấn luyện khả năng chiến đấu của quân ta mà tồn tại, đại diện cho khả năng cao nhất của toàn quân. Người bị chúng ta đánh bại gọi chúng ta là chiến trường Ma Đao Thạch. Gia nhập Bá Thiên Lang thì phải trả giá nhất định. Một khi gia nhập đồng nghĩa với việc từ bỏ chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm trong đội và cả đãi ngộ, rời khỏi khu an toàn của mọi người, đối diện với nhiệm vụ nguy hiểm nhất và khiêu chiến nhất của toàn quân. Các người sẽ chỉ có nhau, thậm chí có khả năng hy sinh. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, xoay người rời đi là được. Tung hỏa mù đấy. Các người là tinh anh được lựa chọn từ toàn không quân, không ngại xa xôi vạn dặm, tập hợp các cô cậu ở đây chính là để chấp nhận sự lựa chọn nghiêm khắc nhất của tôi. Cá nhân tôi rất thích các cô cậu, thích sự tự tin tràn đầy trên mặt mọi người, kiêu ngạo và tự cho là mình đúng. Bây giờ tôi rất nóng lòng muốn khảo nghiệm các cô cậu. Đây có thể là niềm vui duy nhất của tôi ở nơi đồng không mông quạnh này. Tôi là người phụ trách đội đặc nhiệm Bá Thiên Lang. Tôi tên Lăng Vĩ Phong. Nơi này có thể chịu được chiến tranh thế giới thứ ba luôn đấy. Từ nơi này vào thung lũng phải đi 3 km. Các người đã đi vào khu căn cứ quân sự bí mật cấp cao nhất của quân ta. Nếu không thông qua cuộc thi để được ở lại đây thì phải nhớ chỗ này không hề tồn tại. Chứng minh nhân dân. Tôi có thể giữ lại tấm ảnh trong đó không? Được. Điện thoại và ví tiền đều không được mang vào trong.
Cái này anh nên đưa cho người khác dùng đi, dù sao anh cũng chẳng dùng được. Cái này là do đội tôi phát cho đấy. Anh thuộc đội nào? Sao hiểu lòng người thế? Để cho đội dã chiến dùng lúc cần thiết, vừa có thể chứa nước lại còn chống cát. Tôi biết. Sách vở là nấc thang tiến bộ của nhân loại. Sách điện tử chính là thang máy, không được mang. Còn nữa không? Hết rồi. Đây là cái gì? Thuốc cảm. Tấm ảnh này cô cũng muốn giữ lại à? Phi công lái trực thăng Triệu Á Lị, thượng sĩ không quân Ba Đồ, thượng sĩ không quân Cao Nguyên, đến từ đội đột kích Lôi Đình, Ngô Địch, đồng quán quân của không quân Kim Đầu Khôi và Kim Phi Phiếu, hai học vị về an ninh mạng và tự động hóa của Đại học Thanh Hoa, sở trường bắn tỉa thuốc nổ đấu tay đôi. Thời tiết lạ lẫm phức tạp với tôi mà nói không phải chuyện khó. Bá Thiên Lang chắc chắn cần một nhân tài khoa học kỹ thuật cao như tôi, mong được thông qua kiểm tra gia nhập Bá Thiên Lang. Đến đây hy vọng có thể trở thành phi công tốt hơn, có thể xử lý 4 loại thời tiết, sử dụng thành thạo 3 loại máy bay. Hai ngày trước có nhiệm vụ trên biển do cậu chấp hành phải không? Nhiệm vụ lần đó với tôi mà nói chẳng phải thử thách gì cả, cũng chẳng có gì đáng nói. Dù tình hình lúc đó được rồi. Tuy rằng tôi không biết đến đây làm gì, nhưng tôi muốn nói mỗi một giây phút trên mặt đất với tôi mà nói đều là lãng phí thời gian. Xin hỏi lúc nào thì cho tôi lên trời? Ngay bây giờ. Để tôi tự làm. Tự tôi làm được. Được mà. Lăng Vĩ Phong. Tôi... Đây là một đợt huấn luyện sống còn, mô phỏng phi hành viên nhảy dù gặp đột kích. Cậu cần phải đến được địa điểm chỉ định đúng giờ. Sẽ có nhân viên cứu hộ phụ trách cứu viện. Vào lúc quan trọng, cậu có thể dùng hệ thống định vị bắt đầu. Chỉ cần nhân viên đội cứu hộ bên cậu có thể nhìn thấy định vị của cậu thôi. Trước lúc đó, tốt nhất cô cậu nên đảm bảo mình không bị kẻ địch bắt. Cứu viện số 1, cứu viện số 1, nghe thấy không? Có nghe thấy không? Nghe thấy. Vị trí hiện tại của tôi là S1H45. Sau khi phi công nhảy dù xuống đất xong, ngoại trừ thông báo địa điểm và thời gian được chỉ định, thì những lúc còn lại phải giữ bộ đàm trong trạng thái yên lặng, đề phòng bị kẻ địch phát hiện. Đây chính là ví dụ điển hình của việc thất bại. Tên đó biết thuật độn thổ à? Nhưng rõ ràng vị trí là ở đây mà. Đây chính là nguồn tín hiệu của anh sao? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cậu dễ đó. Ăn gian, vậy mà cũng tìm được mình. Căn cứ theo vị trí nhảy dù của Ngô Địch, cộng thêm tốc độ di chuyển của anh ấy và sự hiểu biết của tôi với địa hình mà tính toán, trực thăng chắc chắn sẽ cứu viện ở đây. Anh ta chạy lung tung cái gì vậy? Đội trưởng Lăng, Ngô Địch chạy lung tung như thế thì ở thực chiến đã hy sinh lâu rồi. Tôi còn tưởng người được quán quân Kim Đầu Khôi lợi hại lắm chứ. Mới chỉ một lát đã không trụ nổi, điên rồi. Tự cho mình thông minh. Thành công rồi. Cứu viện số 2 đến địa điểm cứu hộ theo kế hoạch. Tôi đến một nơi khác. Gửi cho tôi quỹ đạo tín hiệu bắt đầu của Ngô Địch. Đã rõ. Phóng to. Phóng to lên nữa. Anh ta làm gì vậy? Anh ta dùng quỹ đạo tín hiệu để viết chữ. Nam Sơn Nam. Đến rồi.
Còn ai nữa? Tên nhóc kia. Cũng biết cách chạy nhỉ? Running Man sao? Anh phạm phải 3 sai lầm. 1. Anh làm mất mọi thiết bị liên lạc. 2. Anh để lại dấu chân. Dấu chân của chính anh. 3. Tự xem đi. Bộ chỉ huy tác chiến gửi đến đấy. Dùng quỹ đạo tín hiệu thông báo vị trí. Vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Các người ăn gian. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau. Chào mừng đến với Bá Thiên Lan. Nhận thua đi. Lị, làm tốt lắm. Theo quy định cấp cứu, trước khi chứng minh được thân phận của cậu thì cậu sẽ bị đưa đến khu biệt lập. Tốt. Có phải anh cũng muốn được đưa đi không? Không khí trong lành, ánh nắng rực rỡ. Nơi này với tôi mà nói chính là thiên đường nhân gian. Hơn nữa tôi cho cậu biết, cậu và Á Lị phải đẩy nhanh tốc độ phát triển lên. Đừng để tôi giành trước. Sinh ra một đứa nhóc con lai với tôi mà nói là chuyện chớp mắt một cái là có. Tóm lại, đừng có quá hâm mộ tôi. Đừng có quá ghen tị, đừng quá nhớ tôi. Chỉ cần tập trung vào cậu và Á Lị. Đợi chút nhé. Đến đây. Xin chào, có thể nhìn thấy cháu không? Chú là bạn tốt của chú Hạo Thần sao? Đứng lại cho chú. Đa Đa, Tiểu Khánh, lại gây rắc rối cho chú rồi phải không? Đến đây, chạy nhanh đi, để chú yểm trợ các cháu. Chạy nhanh thôi. Căn cứ không quân Dahara, Cộng hòa Manbu. Chỉ biết dùng sức. Phải dùng não chứ. Muốn đuổi theo cậu,
Quả thực là khó đấy. Chẳng phải cậu cũng đuổi kịp rồi sao? Vì sao lại đến Ba Thiên Lang? Bởi vì tôi muốn trở thành phi công giỏi nhất. Còn gì nữa không? Hạo Thần, cậu không đến đây thì cậu chính là tên ngu ngốc. Không phải, còn một câu nữa. Được rồi, đừng nói nữa. Đến đây, nhanh lên. Bay đi. Tôi và chiến hữu của tôi sử dụng chiến thuật cẩm hoa đường. Hiện tại, tôi không thể quên được chiến hữu của tôi. Cậu ấy cũng là bạn tốt nhất của tôi, còn hiểu tôi hơn cả bạn gái tôi. Tuy rằng tôi vẫn chưa có bạn gái. Phải rồi, cậu ấy là người bay phụ của tôi. Tôi cho rằng muốn trở thành một phi công chiến đấu xuất sắc, mọi người phải giữ mối quan hệ tốt nhất với đồng đội của mình. Buổi học đến đây là hết. Chúc may mắn. Lớp của anh rất thú vị. Anh không chỉ là một phi công giỏi mà cũng là một giáo viên giỏi. Ồ, tôi có kinh nghiệm bay phong phú mà, vậy nên tôi hiểu biết nhiều hơn một chút. Nhưng có một điều tôi không hiểu. Điều gì? Nghe các học viên nói anh từng là một phi công chiến đấu giỏi, nhưng anh lại không nghe hiểu những kỹ thuật bình thường này. Tôi chỉ không hiểu, lúc kẻ địch phát hiện ra anh ở hướng 6 giờ, anh đang có vị trí tuyệt vời để nhắm bắn, sao chúng lại để anh trốn vào trong những đám mây? Quốc gia của anh đã mấy chục năm rồi không trải qua chiến tranh. Nếu ngày mai chiến tranh xảy ra thì sao? Các anh đã chuẩn bị tốt chưa? Tôi chỉ nhìn thấy tình huống nên nói thôi. Tôi không muốn gây rắc rối gì đâu. Mai gặp nhé. Raman có thời gian bay hơn 3.000 giờ, chấp hành hơn 400 nhiệm vụ bay chiến đấu. Ổn định,
Chạy đi, chạy đi. Dồn chúng qua bên phải. Nếu chúng chạy thì bắn chết đi. Chúng ở đây, chúng ở đây. Cứu tôi, cứu tôi, lên xe. Không được nhúc nhích, nếu không sẽ giết ngay. Dada. Bố. Bố. Dada. Dada. Xin đừng. Xin đừng giết con gái tôi. Đứng yên, không thì tao bắn. Thả họ đi. Thả họ đi. Thả họ đi. Tao bắn đấy. Thả họ đi. Bắn nó đi. Thả họ đi. Nếu anh muốn cứu nhiều mạng người hơn thì anh nên bỏ súng xuống. Chuyện này không liên quan đến anh. Bố. Con muốn bố. Dada. Dada. Liệp Không đang đến không phận được chỉ định. Liệp Không, chúng tôi đang đến địa điểm được chỉ định. Đã rõ. Đã đến không phận được chỉ định. Thay đổi mục tiêu công kích. Liệp Không, thay đổi mục tiêu công kích. Anh chỉ còn 200 giây thôi. Mục tiêu thay đổi. Mục tiêu mới là 5 km, hướng 30 điểm C. Đã rõ, lập tức đến ngay. Nhanh lên nữa đi. Liệp Không, Liệp Không, bây giờ anh chỉ còn 150 giây. Liệp Không, xác nhận mục tiêu, hướng 135, chuẩn bị hướng dẫn laser. Đã khóa mục tiêu, hoàn thành hướng dẫn laser. Đã rõ. Liệp Không thả đạn, tắt thiết bị hướng dẫn laser. Đã rõ. Tăng chút độ khó cho huấn luyện thôi mà. Các anh có chuyện gì vậy? Liệp Không, nhiệm vụ thất bại, trở về căn cứ. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thỉnh cầu được tiến vào lần 2. Nhiệm vụ hoàn thành, Liệp Không thỉnh cầu được rút lui. Thành tích không tệ, suýt chút nữa vượt qua kỷ lục của anh rồi. Suýt à? Vậy tức là còn kém một chút. Nhìn thấy chưa? Vẫn tự cho là mình đúng. Bộ Quốc phòng Manbu.
Thượng tá, thượng tá, tổ chức khủng bố Quang Trận đã tuyên bố chịu trách nhiệm chuyện này. Tình hình của những người Trung Quốc làm việc ở sân bay thế nào? Vẫn chưa biết, hiện vẫn mất tích. Vậy cậu bảo tôi làm sao báo cáo với tướng quân? Có lẽ họ đã bị bắt cóc. Chết tiệt, có lẽ, lại nói có lẽ nữa rồi. Sự nghiệp quân sự của cậu có lẽ sắp kết thúc rồi đấy. Tốt nhất cậu nên tìm được một lời giải thích tốt hơn cho tướng quân đi. Tướng quân, một chiếc trực thăng đã bị bắn hạ, vẫn chưa biết số lượng nạn nhân. Phía chính phủ cho hay, chuyện xảy ra ở sân bay Hara là một thất bại to lớn. Chính phủ đã tuyên bố cuộc tấn công khủng bố này thành khủng bố cấp 1. Trước mắt chính phủ đã... Hôm nay tôi đã nghe đủ chuyện bi thảm rồi. Hy vọng tôi có thể nghe chút tin tốt từ các cậu. Tướng quân, các nhân viên Trung Quốc làm việc ở sân bay đã bị bắt cóc. Trước mắt vẫn mất tích, chưa rõ tung tích. Tướng quân, tôi buộc phải cảnh cáo ông, đây là cuộc gọi cuối cùng của chúng ta. Các ông còn 36 giờ đồng hồ nữa để thả thủ lĩnh của chúng tôi. Bằng không, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tôi cảnh cáo anh, đây không phải trò đùa. Cho dù anh kiểm soát đầu đạn, thì anh cũng không có năng lực khởi động con quái vật đó đâu. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Bà của tôi từng nói với tôi, mỗi khi nữ thần của núi Chess khóc, thì chính là lúc dân tộc chúng ta diệt vong. Lập tức liên lạc với chính phủ Trung Quốc. Có thể bắt đầu rồi. Tôi là Gerula Rachman, là người phụ trách sân bay không quân Manbu. Là một quân nhân chuyên nghiệp, tôi chứng minh ở đây rằng họ có chìa khóa để kích hoạt và phóng đầu đạn điều khiển từ xa, có thể tạo thành công kích trong phạm vi nội bộ 1.500 km. Đừng đến đây. Con tin bị nhốt ở gần đầu đạn. Tổng cộng có 37 người bị mất tích trong chuyện này. Trong đó có 9 người Trung Quốc, 2 trẻ em. Tin chắc trước mắt đã rơi vào tay phần tử khủng bố. Nhà truyền giáo mà chúng yêu cầu được thả ra là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Quang Trận, đã nhiều lần lên kế hoạch khủng bố diện rộng. 4 tháng trước bị quân đội Manbu bắt được. Trước mắt, căn cứ không quân nước Manbu đã bị tổ chức khủng bố khống chế. Bên Manbu hiện giờ đang đưa ra thỉnh cầu với bên ta chi viện 2 máy bay chiến đấu đến không phận căn cứ không quân, hỗ trợ hành động giải cứu con tin của quân mặt đất của họ. Phần tử khủng bố luôn là loại được nước lấn tới. Theo như cấp trên đã chỉ rõ, hành động lần này là hành động chống khủng bố. Người bay phối hợp với tôi là ai? Căn cứ theo trạng thái hiện tại, tốt nhất nên chọn Ngô Địch. Căn cứ theo biểu đồ năng lực của phi công trong căn cứ, số liệu của Ngô Địch rõ ràng cao hơn những phi công khác. Nhưng tôi không đề nghị chọn cậu ta tham gia nhiệm vụ này, bởi vì giáo viên dạy bay ở Manbu chính là người bay phối hợp trước kia của Ngô Địch. Mà lần hành động này của chúng ta chỉ là phối hợp, không thể cứu viện. Tôi sợ tình cảm của Ngô Địch không ổn định, sẽ có hành vi quá khích. Phi công trực bây giờ là ai? Là tôi. Còn ai nữa? Tôi yêu cầu được chấp hành nhiệm vụ lần này là một quân nhân chuyên nghiệp. Chúng ta đều không nên đặt tình cảm cá nhân vào trong quá trình chấp hành nhiệm vụ. Lôi Minh yêu cầu được cất cánh. Liệp Không yêu cầu được cất cánh. Có thể cất cánh. Lôi Minh, Liệp Không, giữ vững đội hình tác chiến. Đã rõ. Cậu và Hạo Thần quen biết nhau bao lâu rồi? Đang hỏi cậu đấy. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi ở trường hàng không. Cậu ta luôn làm người bay phụ của cậu sao? Phải, trước giờ luôn là vậy. Cho đến trước khi tôi gia nhập Bá Thiên Lang, tôi đã xem báo cáo nhiệm vụ trên biển lần trước của hai cậu. Cậu ta cũng lanh lợi đấy. Yên tâm đi, chắc là không sao đâu. Đường bay đội trưởng Lang chọn hoàn toàn phù hợp với phương án máy tính tốt nhất. Hơn nữa còn hiệu quả hơn. Lôi Minh, báo cáo máy bay không người lái. Có 2 máy quét radar ở trước mặt, các anh đang tìm kiếm đấy.
có thể sẽ yểm trợ hành động của các anh, nhưng cũng không loại trừ những khả năng khác. Hạ thấp độ cao, bí mật quan sát, lôi mình đã rõ. Chú ý đến radar vị trí 225 độ. Nó không nằm trong thời gian báo cáo. Thời gian khởi động rất kỳ lạ. Anh thấy có vấn đề gì sao? Hệ thống phòng không của Manbu sắp đình trệ. Sao đột nhiên lúc này lại hoạt động tích cực? Raman, thành công rồi. Đã đến lúc cho chúng biết thế nào là lễ độ. Chúng chắc chắn sẽ lập tức thả anh trai tôi ra. Chúng ta bị quân chính phủ bao vây rồi. Hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc đang đến gần. Phóng đầu đạn đi. Tuân lệnh. Nhanh lên, nhanh lên. Tất cả chuẩn bị cho quá trình phóng đầu đạn. Dưới đất có máy radar điều khiển đang khởi động. Đầu đạn SAM được phóng rồi. Tản ra, tránh nó đi. Đã rõ. Hạ thấp độ cao, tăng nhanh tốc độ, thả đạn. Lên cao 30 độ. Cự ly quá gần, không thể cắt đuôi được. Bay chéo, bay chéo. Chính là chiêu cậu dùng trong nghi thức tạm biệt trời xanh ấy. Đã rõ. Tôi bay bên trái. Anh muốn làm gì vậy? Đừng nói nhiều nữa, nghe tôi. Vòng ngược lại. Đầu đạn ở sau lưng anh. Lôi mình. Đi thôi. Lôi mình. Lôi mình. Liệp không, hủy bỏ nhiệm vụ, trở về căn cứ, kiểm tra tình hình thiệt hại. Lôi Minh, anh còn có thể lái máy bay bình thường không? Mắt không nhìn thấy rõ lắm, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Lôi Minh, trước mắt phán đoán kính che buồng lái, bộ nâng trái phải, phần cuối bên trái của đuôi máy bay của anh đều đã bị hỏng. Đã rõ, Lôi Minh, nếu không có cách nào điều khiển máy bay, anh có thể nhảy dù. Đã lái máy bay nhiều năm vậy rồi. Anh từng nhìn thấy tôi nhảy dù chưa? Hơn nữa bây giờ đang ở ngoài biên giới đấy. Tôi đã biết được tình hình thiệt hại. Có thể bay trở về. Liệp không, tôi đã gửi số liệu cho cậu rồi. Cậu dẫn tôi về đi. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là mắt của tôi đấy. Đã rõ. Phía trước có núi, nghiêng qua trái đi. Nghiêng qua trái, bay thẳng. Bay thẳng, giữ vững. Giữ vững. Đừng nghiêng trái nữa. Nghiêng sang phải đi. Nghiêng sang phải. Tốc độ lớn quá. Giảm tốc lại đến 75 đi. Giảm tốc. Giảm tốc. Đã đối diện với đường bay. Thả bánh đáp. Đã rõ. Giữ vững. 40. 40. 30. 30. 20. 20.
đáp. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Đội trưởng Lăng, đội trưởng Lăng. Đội trưởng Lăng, đội trưởng Lăng, cố lên. Mở cửa. Tản ra, né nó đi, thả đạn. Hạ thấp độ cao, gia tăng tốc độ. Kéo lên cao 30 độ. Anh muốn làm gì? Đừng nói nhiều nữa, nghe tôi. Sự vô dụng của ông đã khiến tổng thống chúng ta mất sạch thể diện. Tôi mặc kệ ông dùng cách gì, bắt buộc phải bảo đảm an toàn cho con tin Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc sẽ triển khai hành động. Anh thấy chúng ta còn có thể sống sót trở về không? Yên tâm đi, chúng không dám làm gì chúng ta đâu. Nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Tin tôi đi. Im đi. Anh ấy cần bác sĩ. Tốt nhất anh nên ăn gì đó. Anh còn một đoạn đường rất dài phải đi. Bởi vì anh cần phải gửi một tin nhắn đến Trung Quốc cho chúng tôi. Nói thật thì anh khiến tôi thấy ấn tượng. Nếu anh có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi. Cho tôi biết, lần đầu đối diện với cái chết có cảm giác thế nào? Đặc biệt là khi anh vừa giết một người, có phải cảm thấy rất đã không? Không. Thật ghê tởm. Nó khiến tôi biết được quân nhân là người bảo vệ cho hòa bình. Xem ra anh và tôi đều là quân nhân chuyên nghiệp. Anh phản bội quốc gia và người dân của mình, vậy mà còn mặt mũi nào nói về sứ mệnh của quân nhân chuyên nghiệp? Anh đến từ một quốc gia rất an toàn và lớn mạnh. Anh chưa từng phải đi đánh trận, chưa từng biết cảm giác nhục nhã và tổn thương. Anh như một đứa trẻ nghịch ngợm vì nhận được tình yêu thương vô hạn, mang lại hy vọng cho những người đang chịu khổ. Tôi không phản bội người dân nước tôi, nhưng quốc gia đã phản bội tôi. Đến lúc phải đi rồi. Quốc gia của anh đã đưa ra một quyết định sai lầm. Nếu anh đã là quân nhân Trung Quốc thì anh nên gánh lấy trách nhiệm này. Chúng tôi chính thức cảnh cáo chính phủ Trung Quốc. Nếu các người dám nhúng tay vào hành động của chúng tôi lần nữa thì đây chính là kết cục của các con tin Trung Quốc. Đợi đã. Chúng ta thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Anh quả là may mắn đấy.
Chúng ta lại gặp nhau. Tốt nhất anh nên giữ lời hứa. Tôi ngửi thấy mùi tự do. Này tên tù kia, mày giết vợ tao cùng đứa con trong bụng cô ấy. Tên ác ma đáng chết như mày phải chịu sự trừng phạt. Không, nằm xuống. Mày đã giết bao nhiêu người? Mày là tên khốn. Chúng tôi cần đội y tế. Văn phòng xử lý sự vụ nguy cấp quốc gia. Trung tâm chỉ huy tác chiến. Họp báo của Bộ Ngoại giao. Trung tâm chỉ huy Nam Sơn, phía tây Bắc Kinh. Chú có thể nhìn thấy cháu không? Chú là bạn tốt của chú Hạo Thần à? Ở chỗ này chẳng có gì cả, chẳng có gì ăn ngon, chẳng có gì chơi, cũng chẳng có hoạt hình để xem. Chú đừng có đến đây nhé. Hai giờ 45 phút trước, nhiệm vụ phối hợp hành động chống khủng bố của quân ta và Manbu gặp phải công kích. Một phi công bị thương, một máy bay chiến đấu hỏng nặng. Trước mắt tình báo có thể xác định quân đội Manbu đã mất đi quyền khống chế vài bộ phận thiết bị quân sự. Bắt đầu từ bây giờ cho đến sau 5 giờ đồng hồ nữa cũng chính là hạn chót mà khủng bố đưa ra. Bởi vì người truyền giáo đã chết, phần tử khủng bố chắc chắn sẽ phóng đầu đạn và giết chết con tin. Trong phạm vi bán kính 1.500m của châu Á, kể cả phía Tây nước ta, chắc chắn đều sẽ nằm trong phạm vi công kích của đầu đạn. Vậy nên ta bắt buộc phải đơn độc thiết lập hành động giải cứu. Hành động buộc phải chuẩn xác và bất ngờ, phải cứu được con tin dưới tình huống không kích động đến phần tử khủng bố. Nhưng vấn đề khó khăn hiện tại chúng ta phải đối mặt là hai máy quét radar ở gần núi Chess hầu như phong tỏa mọi góc độ bay trên không trung, mà đầu đạn SAM tấn công chúng ta đã được chúng cất giấu đi rồi. Phía sau chúng ta có hệ thống lực lượng mạnh mẽ yểm trợ. Quan trọng là làm sao chúng ta chặn được đầu đạn phòng không của kẻ địch để máy bay chiến đấu của chúng ta xông vào được. Căn cứ vào máy bay trinh sát, phần tử khủng bố không hề bố trí điểm mù radar trong thung lũng. Vậy nên hai radar cách thời gian quét nhau 10 giây. Trong thời gian 10 giây này, máy bay chiến đấu cần bay qua khe núi hẹp 20m, không được bay cao vượt quá 30m so với mặt đất. Đường bay qua khe núi đó không liên tiếp, vậy nên cần phải bay liên tiếp vượt qua hai ngọn núi để tránh radar của kẻ địch, vượt qua núi Chess. Đây là chuyến bay đột kích độ khó cực cao, mà lại còn là bay đêm. Bất kể sai sót nào cũng sẽ tạo thành hy sinh, cả nhiệm vụ đều sẽ thất bại.
Ngày hôm nay, trong lúc tôi né tránh công kích, đã chú ý đến. Tuy rằng radar SAM của kẻ địch có độ phản ứng nhanh, nhưng nhiễu biên độ lại quá cao. Đầu đạn phản phóng xạ mới nhất của chúng ta có thể bắt được tín hiệu yếu sau anten. Tôi có thể vào lúc trời vừa sáng, bay tầm thấp, vượt qua núi Chess đến chỗ đầu đạn. Chỉ cần tôi vừa bay cao, radar định vị chắc chắn sẽ định vị tôi lần nữa. Người bay phụ của tôi có thể vòng ra sau điểm mù của radar để hủy nó, để SAM biến thành điểm mù. Vậy tôi có thể bắn phá hủy đầu đạn. Chuyện trao trả người truyền giáo đã bị nước Manbu làm hỏng rồi. Người truyền giáo đã chết. Chúng ta không có thời gian đợi đến khi trời sáng. Vậy tôi sẽ bay đêm. Máy bay 500 đã cất cánh, đang tiến đến không phận chỉ định. Chia đội tác chiến mặt đất. Bộ chỉ huy chỉ định sẽ do Ba Đồ và Cao Nguyên dẫn đội. Chia đội trực thăng cứu hộ trước mắt ngoài Triệu Á Lị ra, không có lựa chọn thứ hai. Chia đội máy bay chiến đấu. Người bay phụ lần này là Trương Lực. Phi công bay chính Ngô Địch. Có vấn đề gì sao? Tôi lo lắng trước lần hành động này cậu ấy đã gặp phải đả kích. Vết sẹo chính là huân chương của Nam Tử Hán. Sứ mệnh lại cao cả. Là một phi công chân chính thì chuyện này không phải vấn đề. Tôi biết. Tôi không phải phi công giỏi nhất, nhưng tôi là lựa chọn thích hợp nhất để chấp hành nhiệm vụ này. Vì tôi đã từng đến chỗ đó, hiểu biết về hoàn cảnh tác chiến càng có lợi cho hành động. Tôi không muốn hứa điều gì, bởi vì khi con người đưa ra lời hứa, thường họ không hiểu bản thân đang hứa điều gì. Đồng bào của chúng ta đang chịu tổn thương. Nếu không thể chiến đấu vì nhân dân thì còn có thể vì ai? Hôm nay tôi may mắn được đứng ở đây, nhìn thấy chiến sĩ ở căn cứ địa Bá Thiên Lang. Mỗi một người trong các bạn đều là tinh anh trong quân đội chúng ta. Phi công, lính nhảy dù, lính radar. Nhưng đầu tiên, mọi người đều có cùng một cái tên, là một quân nhân Trung Quốc có linh hồn, có bản lĩnh, có nhiệt huyết, có phẩm đức. Tuy rằng trong các bạn có người vẫn chưa có cơ hội trải qua chiến hỏa, nhưng tôi có thể từ trong mắt các bạn nhìn thấy dũng khí và quyết tâm trăm trận trăm thắng. Lần này các bạn xuất phát giải cứu đồng bào chúng ta ở phương xa. Đây chính là vinh hạnh và chức trách của quân nhân chúng ta. Đi đánh bại chúng đi. Phải để chúng biết chọc giận chúng ta là quyết định ngu xuẩn nhất của chúng. Các đồng chí, các bạn trẻ, xin hãy chăm sóc thật tốt cho chiến hữu bên cạnh mình. Tôi hy vọng các bạn đều có thể an toàn trở về. Á Lị, 10 phút nữa phải xuất phát rồi. Ừ. Báo cáo khí tượng nói là tối nay khí lưu ở núi Chess khá hỗn loạn. Lúc đi xuyên qua khe núi, cẩn thận đấy. Tôi biết. Radar chỉ mất vài giây là có thể tìm thấy cậu. Nhất định phải có chuẩn bị trốn thoát truy kích. Tôi biết. Phải rồi, cậu bay một lần rồi mà, cái gì cũng biết. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trở về. Tên nhóc, trông cậy vào cậu đấy. Máy bay 500 đã đến địa điểm tác chiến chỉ định. Tác
Nhiệm vụ giải cứu lần này, lúc hành động buộc phải sạch sẽ gọn gàng, giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất, khống chế ảnh hưởng ra tầm quốc tế, trừ phi gặp phải công kích trực diện. Bằng không, trong lúc làm nhiệm vụ thì không thể phá hỏng tài sản trang bị của Manbu, càng không thể làm hại nhân dân nước Manbu. Ngoại trừ đạn của chúng ta, toàn bộ nhân viên và trang bị của chúng ta bắt buộc phải trở về nước bình yên. Phong bạo chuẩn bị xong, liệp không chuẩn bị xong. Một phút nữa, đến địa điểm chỉ định. Đao thật súng thật rồi, hồi hộp không? Còn anh? Độ cao 75, hướng gió bắc tây bắc, tốc độ 10, 30 giây chuẩn bị. Yên tâm đi, tôi sẽ dẫn anh an toàn trở về. Cảm ơn anh. Dẫn tất cả mọi người trở về là được. Các anh em, đợi các anh trở về. Nhiệm vụ hoàn thành, yêu cầu được về căn cứ. Biên giới nước Manbu. Có hai người hướng 11 giờ, hướng 12 giờ có 6 người, hai người có súng. Tổ 2 chú ý, hướng 12 giờ có chiếc xe đang đến gần. Tổ 2 đã đến địa điểm chỉ định. Tổ 1 đến nơi. Đã khởi động tín hiệu đổi tần số. Lẻn vào thành công. Liệp không, phong bạo, hoàn tất đổi sang lần cuối trước nhiệm vụ. Bắt đầu đột kích giai đoạn 2. Đã đến không phận chỉ định, chuẩn bị đi vào núi Chess, Liệp không đã rõ. Độ cao 35m, tốc độ 78, phương hướng 278, khoảng cách 0,8, 30 giây nữa đến địa điểm chỉ định. Chuẩn bị truy tìm tín hiệu radar đối phương trong 30 giây.
Radar số 1 không phát hiện, vượt qua thuận lợi, sau 15 giây nữa sẽ đi vào khu vực khe núi đứt đoạn. Radar số 2 không phát hiện, nhiệm vụ bay đột kích tầm thấp hoàn thành. Radar xuyên tường. Phát hiện con tin. An toàn. Những người Trung Quốc ở đâu? Người Trung Quốc ở đâu? Tình báo Manbu có sai sót. Con tin bên chúng ta không ở chỗ đầu đạn. Máy bay không người lái trinh sát chiến trường. Lập tức lập ra phương án giải cứu khẩn cấp. Đã rõ. Radar phát hiện ra một lượng lớn máy bay tập trung ở khu vực cách 43 km. Đồng thời có rất nhiều tín hiệu liên lạc tập hợp ở chỗ đó. Không loại trừ khả năng có máy bay chiến đấu. Máy giám sát không gian vừa rời khỏi. Có thể điều động máy bay không người lái. Cầu vồng số 5 đang trinh sát. Con tin chỗ đầu đạn an toàn. Liệp không, đã xác nhận con tin chỗ đầu đạn an toàn, yêu cầu tiến hành bước tác chiến tiếp theo. Liệp không đã rõ, chuẩn bị triển khai hành động trên không. Bên trên, bắn. Ở bên trên kìa, mau bắn đi. Xông lên, nhanh lên. Tiến về phía trước. Làm sao mà hắn vào được chứ? Không biết, tự nhiên xuất hiện trên radar như ma vậy. Nhanh lên. Đi, nhanh lên. Chúng ta tiêu rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Đã khóa mục tiêu. Liệp không đã bị radar khóa bắn. Tiến hành theo kế hoạch. Phong bạo đã rõ, chuẩn bị tấn công nhiễu biên độ radar. Phong bạo đã đến nguồn phóng xạ của mục tiêu. Đã khóa mục tiêu. Bắn. Mục tiêu đã bị hủy. Phong bạo hoàn thành nhiệm vụ. Uy hiếp của Sam đã bị giải trừ. Trực thăng cứu hộ có thể tiến vào địa điểm sơ tán. Đã rõ. Tổ 2 khởi động chỉ dẫn laser. Đã rõ. Mau chạy đi. Quang trận vạn tuế. Liệp không, con tin vẫn chưa đến khoảng cách an toàn. Dừng bắn. Đã rõ. Con tin còn cách địa điểm an toàn 30 giây nữa. 20 giây. 10 giây. Bắn. Liệp không thả đạn.
Thủ lĩnh đã bị giết. Chúng ta bị lừa rồi. Có chuyện gì? Chúng ta bị lừa rồi. Chúng ta không nên trao đổi với họ mà. Thủ lĩnh sẽ không trở về đúng không? Làm đi. Chúng ta sẽ giữ lời hứa. Mau đi đi. Máy bay không người lái phát hiện vị trí con tin. Á Lị, Hạo Thần đâu? Anh ấy không ở đây. Toàn bộ con tin Trung Quốc ở chỗ sân bay. Liệp Không, cậu có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Tôi đã nhận được lệnh từ căn cứ rồi. Tôi sẽ để phong bạo yểm trợ sơ tán con tin nước ngoài. Đã rõ. Cứu viện số 2, lập tức cất cánh. Lập tức cất cánh. Tăng tốc sơ tán con tin. Tăng tốc yểm trợ trực thăng số 2 cất cánh về nước. Phong bạo đã rõ. Cứu viện số 1, chuẩn bị cất cánh. Lôi trẻ con ra. Lôi trẻ con ra. Đa đa. Còn lại giết hết đi. Đa đa. Sẵn sàng chưa? Rồi. Chúng ta sẽ truyền hình trực tiếp cho cả thế giới. Cái tên ngốc Hạo Thần này, tốt nhất cậu nên hiểu tôi muốn làm gì. Không cần sợ. Con tin Trung Quốc đang ở trong tay chúng ta. Nghe tôi nói, lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ cần nhớ mở miệng thật to, bịt tai thật kỹ, giữ bình tĩnh. Các cháu phải nghe lời chú, im đi. Mở to miệng, bịt tai lại, nghe rõ chưa? Im đi. Mọi người nhất định phải làm theo lời tôi nói. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nằm xuống. Chết tiệt. Đi chết đi. Mày mới đi chết đi. Trốn ra phía sau container đi. Nhanh lên, nhanh lên. Hỏa tiễn. Các tổ chia ra tiến hành hành động giải cứu. 3 phút sau, tập hợp ở nơi được chỉ định. Cao nguyên. Xông lên. Hạo Thần.
Tạo Thần, là tôi, những người còn lại đâu? Đi theo tôi. Ném lựu đạn đi. Lựu đạn. Xông lên, nhanh lên. Ở bên kia, xông lên, xông lên. Dẫn con tin đi đi. Nhanh lên, mau xuống đi. Đứng yên, đừng bắn, giơ tay lên, đừng bắn, quỳ xuống, tôi là con tin, quỳ xuống, đừng nổ súng, quỳ xuống, tôi là con tin, đừng nổ súng, xin đừng bắn, tôi là con tin, tôi là Redman, Gerola Redman, kiểm tra đi. Không quân nước Manbu, không quân nước Manbu. Không sao rồi, mời anh đi với chúng tôi. Ba đồ, ba đồ. Tôi đưa anh trở về. Giết chúng. Cho các người quà lớn này. Đưa anh ấy đi đi. Các tiểu đội tác chiến chú ý, có một máy bay chưa xác định vừa cất cánh. Nhanh lên, nhanh lên. Ai đang lái chiếc G-10? Ngoại trừ Ngô Địch ra, còn ai nữa? Nói với Ngô Địch, chiếc huyền ảnh đó do một phi công lão luyện lái. Hắn chính là chủ mưu của chuyện này. Liệu không, có nghe thấy không? Chú ý trước huyền ảnh đó, liệu không đã rõ? Mau cất cánh khỏi thung lũng đi, mau chóng đưa con tin về nước, đã rõ? Thả đạn.
Mày chẳng còn lại gì rồi tên nhóc. Tao đã vì mảnh đất này mà hy sinh tất cả. Mày tưởng mày là ai mà dám phá hỏng kế hoạch lớn của tao? Mày thua rồi. Là một quân nhân, vậy mà mày chẳng bảo vệ nổi ai. Mày chẳng còn tư cách để làm một phi công. Mày chỉ là một phần tử khủng bố. Mày căn bản không xứng làm quân nhân. Mày cảm thấy mày mạnh hơn tao đúng không? Mày còn lại một viên đạn thôi. Đến đây, bắn tao đi. Tao sẽ cho mày thấy cảnh tao bắn hạ chúng. Còn mày sẽ chỉ trơ mắt mà nhìn. Anh lính, nhìn mặt trời mọc đi. Ánh sáng mãi mãi thuộc về bọn tao. Cả chú ý, chúng ta hiện tại đã hết đạn, chuẩn bị tiếp nhận công kích. Trò chơi kết thúc rồi. Ngô địch. Ngô địch. Ngô địch. Tốt nghiệp xong, cậu sẽ tham gia đội nào? Cậu đi đâu, cậu ấy sẽ theo đó. Á Lị. Người có trái tim đen tối sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng. Liệp không? Liệp không? Nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời. Liệp không? Liệp không? Nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời. Đường bay và độ cao của cậu không ổn định. Một khi động cơ bất ổn, lập tức nhảy dù. Lập tức nhảy dù. Nghe rõ trả lời. Xin hỏi, cậu còn trở về căn cứ được không? Còn có thể trở về không? Đã mở mọi đường băng cho cậu rồi. Có thể đáp xuống sân bay không quân số 13 ở biên giới. Bay không quân biên giới số 13. Khí lưu ở núi Chess tối nay có hơi hỗn loạn. Lúc đi qua khe núi nhớ cẩn thận. Tôi biết. Radar chỉ mất vài giây là có thể tìm thấy cậu. Nhất định phải chuẩn bị phương án trốn thoát. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trở về.
Xin lỗi. Anh nên xin lỗi em. Thật ra mấy năm nay anh vẫn luôn mắc sai lầm, dùng những cách thật kỳ lạ để thể hiện bản thân. Anh đã làm cái gì vậy? Cứ phải đợi đến lúc đầu đạn ở ngay phía sau mông rồi mới biết hối hận. Thật ra có vài lời anh đã muốn nói với em từ lâu. Thời gian trôi qua, chúng ta không chia lìa. Anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em. Anh là ai vậy? Anh sao? Ngô địch.